Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách giảm dung lượng hình ảnh bằng phần mềm Photoshop để đăng lên website. Việc giảm dung lượng hình ảnh bằng phần mềm Photoshop, đây là cách làm rất là hay. Nếu mà các bạn chúng ta sử dụng phần mềm Photoshop để làm giảm dung lượng hình ảnh thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm đi 2 phần 3 dung lượng của hình ảnh so với ảnh gốc lúc ban đầu. Mà các bạn biết là nếu ảnh càng nhẹ khi đăng lên website thì tốc độ load của nó càng nhanh. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách giảm dung lượng hình ảnh bằng phần mềm Photoshop. Giả sử như ở đây Tôi có một hình ảnh này Hình ảnh của tôi á là những trái táo Bây giờ tôi sẽ mở hình ảnh này lên này cho các bạn xem Đó Bây giờ tôi sẽ kiểm tra là dung lượng của hình trái táo này á Nó có dung lượng là bao nhiêu Tôi chọn vào hình ảnh trái táo này Sau đó tôi bấm phải chuột Tiếp theo tôi chọn vào mục là Property Các bạn kiểm tra đây này Kích thước của nó là 130kb Bây giờ tôi sẽ dùng Photoshop để tôi nén ảnh lại xem thử là nó sẽ giảm được bao nhiêu rồi bây giờ tôi sẽ mở phần mềm Photoshop CC 2021 lên này ở đây tôi sử dụng bản là 2021 còn nếu mà các bạn chúng ta sử dụng bản khác á, thì chúng ta vẫn nén được nha rồi bây giờ tôi sẽ vào file này tôi chọn vào open sau đó tôi sẽ chọn vào hình ảnh trái táo vừa rồi Rồi tiếp theo, khi tôi đã mở được hình cho táo rồi, bây giờ tôi sẽ nén hình ảnh này lại để cho nó giảm dung lượng bằng cách là vào file này. Sau đó tôi sẽ chọn là save for web nha. Tuy nhiên đối với bản 2021 á thì ở đây tôi sẽ chọn là export và tôi chọn vào self for web này. Còn đối với các bản thấp hơn á thì khi các bạn chọn file á thì dòng save for web nó sẽ xuất hiện ở đây. Còn bản là CC 2020 trở lên á thì các bạn vào export này, các bạn chọn vào sell forward rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn đuôi cho hình ảnh là đuôi jpeg đó các bạn chọn vào rồi tiếp theo các bạn để ở đây này tôi đang chọn hình ảnh là chất lượng là trung bình tức là medium thì ở đây các bạn thấy này dung lượng của hình ảnh đó, nó chỉ còn là 40.4 kb này nó đã giảm đi là 2 phần 3 rồi ban đầu là 130 tuy nhiên á khi ở đây tôi chọn là medium Thì nó chỉ còn là 40.4 mà thôi Còn nếu mà các bạn chọn là Low này Tức là thấp á, Thì nó còn giảm nữa Nó chỉ còn là 24.06 thôi Còn mà bạn chọn là hai Thì lúc này chất lượng hình ảnh á Nó sẽ tăng lên Và dung lượng nó cũng tăng lên là 80.56 KB Ở đây tôi chỉ chọn là medium mà thôi rồi sau đó ở đây chất lượng á tôi sẽ để là 30 nếu mà các bạn để càng thấp á thì dung lượng ảnh á nó càng thấp giả sử như ở đây tôi tăng lên là 50 chẳng hạn thì lúc này á dung lượng hình ảnh á nó đã tăng lên tuy nhiên ở đây tôi chỉ để là 30 mà thôi rồi sau đó bây giờ tôi sẽ tiến hành là sao hình ảnh lại chọn vào sale này đây là 81 vô Xe loại Sau đó tôi sẽ ra ngoài màn hình để tôi kiểm tra Thì các bạn thấy ở đây nè Ở đây tôi có hai hình ảnh quả táo nè Hình ảnh táo 1 và táo Bây giờ tôi sẽ xem dung lượng quả táo 1 Property nè Thì các bạn thấy lúc này á dung lượng còn là 41.1 KB còn ảnh gốc ban đầu á là 130 thì nó đã giảm đi là 2/3 dung lượng rồi. Bây giờ chúng ta xem thử là chất lượng của hai hình ảnh này nó có giống nhau hay không. Thì các bạn thấy lúc này á khi tôi đã lưu hình ảnh với định dạng là self web thì chất lượng hình ảnh á đây là táo này, đây là táo 1. Thì các bạn xem nó không có khác biệt lắm đó nó giống nhau mà hình ảnh táo một á nó giảm đi dung lượng là 2 phần ba so với ảnh táo hỏi các bạn thấy không chất lượng hình ảnh nó giống nhau nhưng mà hình ảnh táo một á nó lại nhẹ hơn khi các bạn đưa lên web á nó sẽ rất nhanh hơn so với ảnh gốc lúc ban đầu như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách lưu hình ảnh với Photoshop để cho các bạn chúng ta giảm dung lượng của hình ảnh. Nếu thấy video hay, nhớ đó thì bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.